tiểu sử Đàm Vĩnh Hưng, từ Thợ Hớt Tóc đến ông Hoàng Nhạc Việt, Ngự Trị Hào Quang và Đời Tư Thị Phi. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, tên thân mật là Mr. Đàm, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1971 tại Sài Gòn. Anh là anh trai lớn trong gia đình có nguồn gốc đa sắc tộc. Khi anh có ông nội là người mang hai dòng máu Pháp Việt, bà nội là người tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và quê ngoại ở Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Người em gái ruột mang tên Huỳnh Minh Hạnh. Đàm Vĩnh Hưng có thời tuổi trẻ khó khăn khi gia đình anh khánh kiệt và phải làm nhiều nghề để mưu sinh như thợ cắt tóc, hát phụ cho những chương trình ca nhạc nhỏ. Cuộc đời anh dần thay đổi khi anh tham gia vào hoạt động nghệ thuật ở câu lạc bộ ca sĩ trẻ tại Trung tâm Văn hóa quận 10 năm 1991. Sau vài năm tự nghiên cứu và học nhạc, anh đi thi ca hát và đạt được một số thành tựu cũng như giải thưởng chuyên nghiệp cho các ca sĩ trẻ. Bước ngoặt sự nghiệp của anh bắt đầu khi anh đạt giải nhất gương mặt và ca sĩ được yêu thích nhất trong chương trình ca nhạc Chiều Thứ Năm ở nhà hát Bến Thành năm 2001. Vào giai đoạn đầu của sự nghiệp, anh được so sánh với ca sĩ hải ngoại nổi tiếng Đoàn Hồ vì cùng có nét giọng khàn khàn đặc trưng. Sau đó, để khẳng định bản thân mình, Đàm Vĩnh Hưng dốc hết tâm sức cho ra mắt bản album đơn đầu tiên Giọt Nước Mắt Cho Đời. Album đưa tên tuổi của anh lên tầm ngôi sao và làm bàn đạp để anh trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Dòng nhạc được Mr. Đàm theo chọn khi trước là dòng nhạc trẻ. Khoảng thời gian sau, anh quyết định theo hát dòng nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến và nhạc vàng. Hào quang đến với Đàm Vĩnh Hưng sau khi đạt giải tư cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó, tên tuổi của anh lên như diều gặp gió, liên tục gặt hái nhiều giải thưởng danh giá. Đáng nhớ nhất có lẽ là dấu mốc khi anh ra mắt hai ca khúc Tình Ơi Xin Ngủ Yên và Bình Minh Sẽ Mang Em Đi. Cột mốc vàng son này đã đưa Mr. Đàm vào danh sách những ca sĩ hàng đầu Việt Nam thời đó. Khác với nhiều ca sĩ cùng thời, Đàm Vĩnh Hưng được khán giả chú ý bởi chất giọng đặc biệt khàn, cao, trầm ấm. Anh cũng không ngại thử sức mình với nhiều dòng nhạc khác nhau, từ pop, nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến để phục vụ đông đảo công chúng. Từ xưa, nam ca sĩ đã gây ấn tượng với phong cách trình diễn độc đáo, khác biệt. Có lẽ chính vì vậy mà ngai vàng của Đàm Vĩnh Hưng từ những năm 2000 cho đến nay chưa có ai soán ngôi. Ngay cả những ca sĩ khác như Đan Trường, Lam Trường, Cẩm Ly hiện đều đã bớt hot đi, thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn có một sức ảnh hưởng lớn, sống mãi với thời gian. Ông Hoàng Nhạc Việt liên tục tổ chức các live show đậm dấu ấn cá nhân. Nam ca sĩ gốc Quảng Nam rất đầu tư từ nội dung, sân khấu đến nơi tổ chức để phục vụ lượng fan đông đảo trên khắp cả nước. Điều hay nhất ở Đàm Vĩnh Hưng là anh có thể chinh phục được tầng lớp khán giả trung niên khó tính. Trong các buổi diễn Trái Tim Hát, Thương Hoài Ngàn Năm, Diamond Show, luôn có sự góp mặt của những ca sĩ đình đám đương thời. Ngoài dàn ca sĩ chất lượng, Đàm Vĩnh Hưng còn sáng tạo không gian live show phù hợp với nội dung đêm nhạc, mà đỉnh nhất là Dạ Tiệc Trắng và Vũ Khúc Mùa Đông. Khán giả đã thật sự được chiêm ngưỡng bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp mà Đàm Vĩnh Hưng mang lại. Cho đến hiện tại, những bản hit như Bình Minh Sẽ Mang Em Đi, Nửa Vầng Trăng, Con Đường Xưa Em Đi, Say Tình vẫn được công chúng rất ưa chuộng. Nam ca sĩ cũng rất chịu khó cập nhật xu hướng, nắm bắt thị hiếu khán giả, tham gia nhiều game show để đánh bóng tên tuổi của mình. Khối tài sản cực khủng ở tuổi U50. Có thể xem Giọt Nước Mắt Cho Đời Vol. 5 là album đưa nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng thực sự thành sao trong làng nhạc Việt. Hiện nay ngoài việc đi hát, anh có một công ty giải trí, một quán ăn, một số thương hiệu sản phẩm như cháo ăn liền hay hải sản và làm giám khảo một số chương trình truyền hình. Mr. Đàm còn quảng cáo cho sự giàu có của mình như mất đồng hồ, kim cương tiền tỷ, 3 lần mất kim cương, biệt thự penthouse trị giá 5 triệu đô la Mỹ và bộ sưu tập hàng hiệu trị giá vài chục tỷ đồng. Ngoài căn biệt thự trên, anh còn sở hữu căn hộ penthouse trị giá 5 triệu. Căn penthouse này của Đàm Vĩnh Hưng thuộc diện sang trọng bậc nhất và hoành tráng với quy mô và tổng diện tích sử dụng khoảng 700m², chưa kể đến khu sân vườn trên cao. Nếu xét về mức độ chịu chi và giàu có, thì Mr. Đàm không thua kém bất cứ ngôi sao nào trong giới showbiz Việt. Anh là một trong những ca sĩ hàng đầu của showbiz với giá cát xê khủng. Anh Đàm không ngần ngại sắm cho mình những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Anh cũng là một trong những sao Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ
bao gồm bất động sản, các công ty kinh doanh, một kho hàng hiệu giá trị mà không phải ngôi sao nào cũng may mắn có được. Bộ sưu tập hàng hiệu trị giá bạc tỷ, ngoài bất động sản với các công ty kinh doanh, anh Hưng còn nổi tiếng với kho hàng hiệu trị giá vài chục tỷ đồng, siêu xe hàng chục tỷ xuất hiện trong buổi sơ tuyển thí sinh đầu tiên của các chương trình âm nhạc. Chưa bao giờ quý ông đầu hiệu tiết lộ cụ thể mức tiền cát xê mà anh nhận được trong một buổi biểu diễn. Nhưng trong một lần phỏng vấn, anh từng nói mình đóng thuế đến hàng trăm triệu đồng, có năm cả tỷ đồng. Từ đó có thể suy ra mức thu nhập của Mr. Đàm không hề nhỏ chút nào. Theo một bộ show ở thành phố Hồ Chí Minh, muốn mời Đàm Vĩnh Hưng lên sân khấu cần phải chi 6.000 cho đến 7.000 đô la Mỹ. Thậm chí giá này có thể nâng cao hơn tùy chương trình và thỏa thuận giữa bên tổ chức và ca sĩ. Ca sĩ Quang Lê từng tiết lộ mức giá 7.000 đô cho đến 15.000 đô cho mỗi lần bay show nước ngoài của những ca sĩ nổi tiếng Việt Nam. Và Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn cũng nằm trong số đó. Scandal của Đàm Vĩnh Hưng. Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nhưng Đàm Vĩnh Hưng cũng thu về không ít anti-fans vì những lần phát ngôn, hành động gây sốc của mình. Anh luôn gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận ở giữa ranh giới tài năng và danh tiếng. Mâu thuẫn với Phương Thanh, khóa môi nhà sư đêm từ thiện năm 2012. Phát ngôn không kính trọng nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính năm 2013. Ồn ào khi đến viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tố cáo mẹ nợ 20 tỷ năm 2016. Đóng giả bác sĩ Cát Tường. Phốt tình ái với Phan Ngọc Luân, vân vân. Đó là những scandal chấn động dư luận của Mr. Đàm. Bên cạnh đó, anh cũng có nhiều phát ngôn, hành động khoe của, khoe sự thành công ồn ào trước công chúng. Có người khen anh thẳng thắn, sống đúng với bản chất, nhưng cũng có không ít người đánh vào đạo đức của một nghệ sĩ hạng A, hoặc nghi ngờ chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Đáng chú ý nhất, tháng 10 năm 2019, Đàm Vĩnh Hưng công khai kích động bạo lực trên Facebook, khiến cả xã hội hoang mang. Cụ thể, trên mạng chia sẻ một đoạn clip người cha say xỉn là anh Tý đánh con nhỏ. Sau đó, Mr. Đàm treo thưởng 20 triệu cho người nào tát liên tục vào mặt anh này. Điều này gây ra thiệt hại, tổn thương cho anh Tý, khiến cộng đồng không khỏi bức xúc. Anh còn từng gây sốc khi phát ngôn, mình là vùng đất cấm, gây tranh cãi trong thời gian dài. Mặc dù anh đã lên tiếng xin lỗi, nhưng những hành động của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều khán giả quay lưng và thậm chí là tẩy chay. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn khá ngông khi tiếp tục tuyên bố mình là vùng đất cấm, không ai có thể đụng vào. Hầu hết, khán giả đều tỏ ra ngán ngẩm, lắc đầu trước những lùm xùm của Đàm Vĩnh Hưng. Mới đây nhất, nam ca sĩ bị gọi tên trong livestream của doanh nhân Phương Hằng. Theo nữ đại gia, bà đang có trong tay sao kê tài khoản ngân hàng của Đàm Vĩnh Hưng với số tiền lên đến 96 tỷ đồng. Điều này khiến cho bà Phương Hằng tố cáo Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn tiền từ thiện và quyết định sẽ làm sáng tỏ đến cùng. Về phía Mr. Đàm, anh cũng đã có những thông tin chia sẻ xoay quanh vụ việc. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định bản thân có đầy đủ các chứng từ, sổ sách khi đi làm từ thiện, sẵn sàng đứng trước pháp luật nếu có hành động sai sót. Anh cũng tuyên bố cuộc chơi với bà chủ Đại Nam và cho rằng Phương Hằng đang động nhầm người.